Xin chào tất cả mọi người. Rất là vui được gặp lại mọi người trong chương trình kể chuyện được phát sóng định kỳ hàng ngày của Awake Motivation. Và chủ đề hôm nay của chúng ta là về gia đình. Nhắc tới hai từ gia đình, thật là ấm áp. Gia đình cũng chính là nơi chúng ta hướng về mỗi khi gặp khó khăn, thất bại. Hơn nữa, tình cảm gia đình thiêng liêng sẽ nuôi dưỡng và tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho chúng ta. Sau đây, tôi muốn gửi đến tất cả các bạn một câu chuyện rất ý nghĩa. Một câu chuyện trong gia đình mang tên Cậu bé và luống hoa. Người hàng xóm của tôi có hai cậu con trai, một đứa 7 tuổi và một đứa 5 tuổi. Một hôm anh dạy cậu con trai 7 tuổi làm thế nào để sử dụng máy cắt cỏ. Trong khi anh đang chỉ cho con đẩy máy cắt cỏ đến chỗ ngoặt cho đúng cách, thì vợ anh gọi anh ra để hỏi điều gì đó. Lúc ấy cậu con trai nhanh nhảu đẩy thẳng máy cắt cỏ qua luống hoa kế bên mép cỏ, xé một lần rộng hơn hai gang tay. Khi quay lại thấy điều đã xảy ra, anh suýt mất bình tĩnh. Anh đã bỏ nhiều thời gian và công sức để trồng và chăm sóc các luống hoa xinh đẹp này, đến nỗi người hàng xóm cũng phải ghen tức. Khi anh lên tiếng la rầy con, vợ anh đã nhanh chóng bước kế bên anh, đặt bàn tay lên vai anh và nói: "Anh à, chúng ta đang dạy con chứ không phải cây hoa." Việc cha mẹ nhớ những điều ưu tiên quan trọng, nhưng trẻ em và lòng tự tin của chúng còn quan trọng hơn bất cứ vật dụng nào chúng có thể làm vỡ hoặc làm hỏng. Kính cửa sổ bị quả bóng làm vỡ, một ống đèn bị một đứa trẻ vô ý làm bể, hoặc một cái đĩa rơi bể trong nhà bếp là những thứ đã hỏng rồi. Những bông hoa đã chết rồi, đừng thêm vào sự hư hại này bằng cách làm vỡ nát tâm hồn một đứa trẻ và làm thui chột ý thức về sự năng động của nó. Xin chào tất cả mọi người. Rất là vui được gặp lại mọi người trong chương trình kể chuyện được phát sóng định kỳ hàng ngày của Awake Motivation. Và chủ đề hôm nay của chúng ta là về gia đình. Nhắc tới hai từ gia đình, thật là ấm áp. Gia đình cũng chính là nơi chúng ta hướng về mỗi khi gặp khó khăn, thất bại. Hơn nữa, tình cảm gia đình thiêng liêng sẽ nuôi dưỡng và tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho chúng ta. Sau đây, tôi muốn gửi đến tất cả các bạn một câu chuyện rất ý nghĩa. Một câu chuyện trong gia đình mang tên Cậu bé và luống hoa. Người hàng xóm của tôi có hai cậu con trai, một đứa 7 tuổi và một đứa 5 tuổi. Một hôm anh dạy cậu con trai 7 tuổi làm thế nào để sử dụng máy cắt cỏ. Trong khi anh đang chỉ cho con đẩy máy cắt cỏ đến chỗ ngoặt cho đúng cách, thì vợ anh gọi anh ra để hỏi điều gì đó. Lúc ấy cậu con trai nhanh nhảu đẩy thẳng máy cắt cỏ qua luống hoa kế bên mép cỏ, xé một lần rộng hơn hai gang tay. Khi quay lại thấy điều đã xảy ra, anh suýt mất bình tĩnh. Anh đã bỏ nhiều thời gian và công sức để trồng và chăm sóc các luống hoa xinh đẹp này, đến nỗi người hàng xóm cũng phải ghen tức. Khi anh lên tiếng la rầy con, vợ anh đã nhanh chóng bước kế bên anh, đặt bàn tay lên vai anh và nói: "Anh à, chúng ta đang dạy con chứ không phải cây hoa." Việc cha mẹ nhớ những điều ưu tiên quan trọng, nhưng trẻ em và lòng tự tin của chúng còn quan trọng hơn bất cứ vật dụng nào chúng có thể làm vỡ hoặc làm hỏng. Kính cửa sổ bị quả bóng làm vỡ, một ống đèn bị một đứa trẻ vô ý làm bể, hoặc một cái đĩa rơi bể trong nhà bếp là những thứ đã hỏng rồi. Những bông hoa đã chết rồi, đừng thêm vào sự hư hại này bằng cách làm vỡ nát tâm hồn một đứa trẻ và làm thui chột ý thức về sự năng động của nó.